Bà chủ trung tâm Thúy Nga tự tay làm điều đặc biệt cho Phi Nhung, vợ cũ Bằng Kiều liền tiết lộ đầy chua xót. Mới đây sáng ngày 30 tháng 12, bà chủ của trung tâm Thúy Nga vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc vừa biên tập xong bài hát song ca của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trong DVD mới. Chia sẻ lại dòng trạng thái của bà Machito, nữ ca sĩ Gigi Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều cũng trải lòng đầy xót xa. Khi chị Machito edit bài này chắc đã khóc một lần nữa. Cảm ơn chị đã cho em kỷ niệm cuối cùng với Phi Nhung. Em vinh hạnh là người đưa Phi Nhung vào nghề và cũng là người tiễn Phi Nhung đi. Vào 12 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 9, nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị COVID-19, hưởng dương 51 tuổi. Thông tin này khiến bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ bàng hoàng xót xa do một người con lương thiện, tài hoa mà bằng mệnh. Với tài năng thiên phú, Phi Nhung dần được trung tâm Thúy Nga, một trong những nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các nhạc phẩm băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của Việt Nam tại hải ngoại, phát hiện và dần được coi như là gà nhà của trung tâm Thúy Nga. Do vậy, mối quan hệ giữa giọng hát Bông Điên Điển và bà chủ trung tâm Thúy Nga là vô cùng thân thiết. Sau khi Phi Nhung ra đi, trong chương trình livestream tưởng niệm cố ca sĩ tại Mỹ, bà chủ trung tâm Thúy Nga kể lại nhiều sự kiện đáng nhớ trước lúc nữ ca sĩ qua đời. Bà xúc động chia sẻ: "Tôi và Phi Nhung như người một nhà, tôi rất mong Phi Nhung về được phút chót, tôi rất buồn Phi Nhung vì đã có một đời hy sinh vì nghệ thuật, vì các con, thậm chí cả việc tiêm vaccine cũng hy sinh cho người khác để về Mỹ chích." Nữ CEO quyền lực không thể kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào kể về ngày đình bệnh. "Trước hai hôm mất, tôi vui mừng khi Wendy, con gái Phi Nhung báo, cô Thủy, mẹ con đã âm tính. Nhưng rồi sáng hôm đó, tôi cầm điện thoại lên, fan Phi Nhung gửi cô đã qua đời. Tôi liền gọi cho Wendy hỏi và con gái Phi Nhung cũng báo, mẹ con mất rồi cô Thủy ạ. Lúc đó tôi bàng hoàng và đau lòng lắm. Do vậy mới đây, để tưởng nhớ nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh, bà Tô Lệ Thủy đã cho dàn dựng một tiết mục tri ân với sự giúp đỡ của Gigi Phương Trinh và ca sĩ Mạnh Quỳnh, với niềm hy vọng những tác phẩm âm nhạc của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ sống mãi với thời gian, in sâu trong trái tim mọi người." Dưới bài đăng của bà chủ trung tâm Thúy Nga, rất nhiều bình luận khán giả gửi lời cảm ơn khi bà đã nói giúp nỗi lòng, tâm thư của biết bao nhiêu người hâm mộ. "Mong mỗi năm chương trình Thúy Nga Bashi By Night đều có một tiết mục kết hợp song ca của Phi Nhung Mạnh Quỳnh nếu được. Tình cảm của người hâm mộ khắp mọi nơi dành cho cặp đôi ăn ý và dễ thương trên sân khấu vẫn còn quá lớn. Hình ảnh thật đẹp của tình tri kỷ mấy mươi năm vẫn mãi đẹp. Khán giả thương Phi Nhung và thương cả Mạnh Quỳnh, người ở lại. Khán thính giả yêu nhạc và yêu mến cặp đôi song ca Hồng Nhan Tri Kỷ, Phi Nhung Mạnh Quỳnh cảm ơn chị Thủy rất nhiều đã tạo điều kiện cho Gigi Phương Trinh và anh Mạnh Quỳnh có điều kiện hoàn thành tiết mục tri ân của ca sĩ Phi Nhung, cũng là tiết mục để đời, để không phải hốt tiếc do Mạnh Quỳnh sau này có muốn làm lại cũng không được nữa rồi. Ấm lòng người yêu mến Phi Nhung, thương mãi cặp song ca huyền thoại, những tác phẩm âm nhạc của họ sẽ sống mãi với thời gian. Thương lắm luôn người ở lại Mạnh Quỳnh, mong mọi người luôn yêu mến và ủng hộ trung tâm Thúy Nga, yêu thương nhiều hơn nữa nam ca sĩ, nghệ sĩ Mạnh Quỳnh." Nhiều khán giả không kìm được cảm xúc mà chia sẻ. Đọc lời chia sẻ của chị, thấy có vẻ bình thường thôi, mà sao nghe cảm xúc dâng trào, nước mắt rơi chị ơi. Hình nền màu đen ấy mà thương anh chị quá. Tiếc thương mãi khôn nguôi, trung tâm Thúy Nga thật tuyệt vời, nhân văn và ấm áp tình người biết bao. Cứ nghe và nhắc tới anh Mạnh Quỳnh, Phi Nhung là xúc động trào dâng cô ạ. À. Thương và mong lắm, ngày DVD được phát hành, chắc chắn sẽ rất cảm xúc và sẽ rơi nước mắt đó, nhưng vẫn ngóng chờ từng ngày. Cảm ơn cô Thủy, cảm ơn chị Gigi Phương Trinh và trung tâm Thúy Nga đã ưu ái và dành trọn vẹn chân tình cho hai anh chị. Dù cố nghệ sĩ Phi Nhung đã ra đi được hơn 3 tháng, tuy nhiên những tình cảm mà người hâm mộ, nữ ca sĩ vẫn luôn đong đầy. Những người yêu tiếng hát của Phi Nhung cùng cặp song ca huyền thoại Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đang ngóng trông từng ngày, mong chờ tiết mục tri ân của cố nghệ sĩ được trình diễn lần cuối cùng trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga.